tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube báo Việt. Nam sau đây là những thông tin. Chính thưa quý vị công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy. xưởng sơn rộng gần 2.000 mét vuông ở huyện Hóc Môn làm thiêu dụi nhiều tài sản. Thông tin ban đầu khoảng 3, 30 ngày 22 tháng 10 người dân sinh sống trên đường. Xuân Thới Thượng một xã Xuân Thới ới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh phát. Hiện lửa bốc lên tại xưởng sơn trong khu, vực này nên hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành ngọn lửa BNG phát giữ rồi kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân hốt hoảng di tản ra khu vực An. Toàn nhận tin báo đội cảnh sát phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an, huyện Hóc Môn điều động nhiều phương, tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, ứng cứu cảnh sát kéo vòi rồng tiếp cận, nguồn lửa do xưởng chứa nhiều hóa chất, dễ cháy nên công tác dập lửa ban đầu gặp khó khăn lính cứu hỏa phải chống cháy, lan sang khu dân cư hơn 3 giờ sau đám, cháy được khống chế anh Văn Hoàng một, người dân gần hiện trường cho hay lửa, cháy phừng vực và mùi hóa chất nổ nặc, nên ai cũng bịt kín mũi đại diện ủy ban, nhân dân xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc, môn thành phố Hồ Chí Minh cho biết rất, may vụ cháy không gây thương vong về, người nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng, thiêu rụi nguyên nhân vụ cháy và con số, thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức, năng điều tra thống kê trong khi đó tại, tỉnh Hải Dương cũng xảy ra một vụ cháy, nhà xưởng chứa phế liệu rộng hàng nghìn, em mời vụ cháy xảy ra vào khoảng 20, 8, tối ngày 21 tháng 10 tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và Thương mại Thành Phát TNT địa chỉ tại thôn Dưỡng Mông xã Ngũ Phúc huyện Kim, thành tỉnh Hải Dương đây là khu nhà, xưởng do công ty thuê lại của dự án ra, công hàng may mặc mua bán hàng nông sản và dịch vụ thương mại tổng hợp chủ đề án là ông Trần Văn Vĩnh sinh năm 1960 đăng. Ký tại xã Kim Anh huyện Kim thành tỉnh Hải Dương ngọn lửa BNG phát từ dãy nhà, xưởng chứa phế liệu khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực, lượng chức năng máy móc phương tiện dập, lửa tuy nhiên do nhà xưởng chứa nhiều phế liệu cùng với thời tiết hanh khô, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh cháy lan, sang dãy nhà xưởng của công ty trách, nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp, tân cường phong sản xuất các sản phẩm, thớt nhựa ở bên cạnh sau khi nhận tin, báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa, cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hải, Dương đã huy động 3 xe chữa cháy cùng, hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với, công an huyện Kim Thành công an xã Ngũ, Phúc và các lực lượng chức năng của địa, phương khẩn trương khoanh vùng khống chế, ngọn lửa đến khoảng 2:00 sáng ngày 22, tháng 10 lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy vụ, cháy khiến khoảng 10.000 10 mét vuông kho xưởng và các nguyên liệu máy móc thiết bị của hai doanh nghiệp bị cháy á rụi đổ sập, hoàn toàn vụ việc không gây thiệt hại về. Người được biết trước đó công ty Thành Phát đã bị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành xử phạt do không đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy liên quan đến việc phát hiện thi thể cô gái tử vong tại chung cư Mini Hà nội tại khu trung cư mini ngõ 39 đỉnh, thôn phường Mỹ đỉnh một quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nơi phát hiện thi thể cô gái theo. Ghi nhận của người dân quanh khu vực, khoảng bên ngày trước đó họ bắt đầu ngửi, thấy mùi hôi rất khó chịu tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường giúp phát hiện, vụ việc không phải người dân nào trong, khu trung cư mini cũng nhận ra theo anh, nvs dù ở ngay bên cạnh căn hộ của cô gái. Nhưng nhiều ngày qua không thấy có dấu, hiệu bất thường thậm chí đến 23, 45 ngày, 20 tháng 11 số người thuê căn hộ, trong chung cư mini khi trở về nhà vẫn chưa biết vụ việc trên còn một số hộ dân. Khi thấy có mùi hôi khó chịu đã tìm đến, người quản lý tòa nhà để phản ánh chị. NH sống cùng chung cư mini cho biết, trước đó tôi cùng nhiều người dân khác, trong tòa nhà ngửi thấy mùi hôi nên báo, với người quản lý nhờ họ đến kiểm tra. Khi đó chúng tôi không nghĩ có vụ việc, như này tối qua tôi đi chơi về mới biết, cô gái ở tầng 2 đã tử vong vụ việc, được phát hiện vào tối ngày 20 tháng 10, khi người quản lý chung cư này lên mở cửa phòng thì thấy cô gái đã tử vong thi, thể đang trong quá trình phân hủy nên đã. Trình báo cơ quan chức năng ông Trịnh, Văn Quế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường, Mỹ Đình một cho biết thi thể cô gái đang trong giai đoạn phân hủy người này sinh, năm 1998 chưa có chồng quê ở Nam Định. Thuê trọ chỉ trung cư mini này sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, pháp lý người thân nạn nhân đã làm đơn, xin đưa về nhà để mai, táng liên quan tới vụ việc người đàn ông tử vong trong phòng tập gym ở Hà Nội. Ngày 21 tháng 10 Công an quận Hoàng Mai, cho biết đã có tài liệu chứng minh từ lúc phát hiện đến lúc bác sĩ đến phòng. Tập là 17 phút trong khoảng thời gian, này nạn nhân được sơ cứu liên tục công. An quận Hoàng Mai cũng thông tin thêm, ngay sau khi phát hiện người tập ngất, nhân viên phóng stream đã ra đỡ sơ cứu, tại chỗ đồng thời lễ tân của cơ sở này, cũng lập tức gọi cấp cứu do đó nhà chức, trách không có căn cứ để xem xét trách, nhiệm của phòng tập trước đó theo phản. Ánh trên mạng xã hội người đàn ông đến, tập tại một phòng tập trên địa bàn quận, Hoàng Mai Hà Nội quá trình tập người này bất ngờ ngất xỉu có dấu hiệu bị đột quỵ. Người đa tải bài viết cho rằng quản lý và nhân viên của phòng tập đã không gọi và cũng không cho mọi người trong phòng gọi cấp cứu mà yêu cầu tự sơ cứu bằng tay ngay tại chỗ sau khoảng 30 đến 40 phút việc sơ cứu không đem lại tác dụng và nạn nhân đã tử vong tại tập công an huyện Đức Thọ Hà Tĩnh vừa xử vạt hai người phụ nữ thông tin sai sự thật về hai giáo viên quan hệ bất chính bà LVS sinh năm 1982 trú tại thị trấn Đức Thọ huyện Đức Thọ và bà VTS sinh năm 1989 trú tại xã Đức Lạng huyện Đức Thọ. Họ cùng bị phạt với mức mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá, nhân trước đó vào ngày 15 tháng 9 bà V và bà H sử dụng tài khoản Zalo cá nhân chia sẻ nội dung về mối quan hệ bất chính của hai giáo viên trên địa bàn gây dư luận xấu xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân liên quan qua làm việc với lực lượng chức năng bà V và bà Hát đã thể nhận việc cung cấp chia sẻ thông tin là không có căn cứ và sai sự thật theo cơ quan chức năng hành vi của bà V và bà Hát đã vi phạm nghị định 14 ngày 27 tháng 0 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 15 năm 2020 của chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông tần, số vô tuyến điện công nghệ thông tin an, toàn thông tin mạng và giao dịch điện, từ công an huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đang tiến hành xác minh tin báo của người dân về việc một nữ sinh trên địa bàn có dấu hiệu bị xâm hại tập thể theo thông tin ban đầu chiều ngày 13 tháng 10, nữ sinh lớp 10 tên DTTS tham gia cuộc nhậu cùng nhóm nam thanh niên tại xã Trung Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình. Chiều tối cùng ngày nữ sinh hát được, nhóm nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ, trong tình trạng say xỉn sau đó nhóm thanh niên này đã thực hiện hành vi xâm hại nữ sinh hát đến tối nữ sinh hát tỉnh, dậy và hoảng loạn chạy về nhà thì gặp tai nạn nữ sinh hát đang được điều trị tại bệnh viện người nhà nữ sinh hát đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Công an huyện Minh Hóa đã triệu tập hai nam thanh niên liên quan đến vụ việc này đến trụ sở cơ quan công an để điều tra. Trong đó có một nam sinh học lớp 12 và một thanh niên làm ở phòng khám tư nhân, cư trú trên địa bàn xã Trung Hóa huyện, Minh Hóa tỉnh Quảng Bình hiện lực lượng, chức năng đang điều tra làm rõ nguyên, nhân xảy ra vụ, việc cơ quan cảnh sát điều tra công an, tỉnh Đô Tháp vừa ra quyết định khởi tố, vụ án khởi tố bị can và tạm giam ba bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Ngô Thị Bích Trâm 31 tuổi ngụ thành phố, Cao Lãnh Trần Minh Trung 27 tuổi ngụ, thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang và Nguyễn Văn Nha 32 tuổi ngụ tỉnh Cà Mau. Theo điều tra ban đầu các bị can Trâm và Trung Nha cấu kết với nhau dàn dựng việc, Trâm thiếu nợ bị bắt giữ hành hung để đòi nợ nhằm uy hiếp tinh thần của ông, NVS 60 tuổi cha của Trâm ngụ thành phố. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp những đối tượng này yêu cầu ông hát trả nợ cho Trâm với số tiền 5 tỷ đồng thực chất châm không, thiếu nợ đối tượng này cùng với chung, Nha gian dựng nhằm chiếm đoạt tiền của ông ST trước đó với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã chiếm đoạt 495 triệu. Đồng của ông ST rồi chia nhau tiêu, sai ngày 20 tháng 10 ông Đàm Xuân Hòa, chú tại xã Eli huyện Chư Prong, Gia Lai, cho biết do có quá nhiều người đến xin, nước thánh làm phiền lúc nửa đêm nên ra, đình đã lấp kín giếng khoan có hiện, tượng hỗn hợp nước khí tự phun ông Hòa đã dùng người trụ bê tông dài khoảng 40 mét thả xuống để lấp giếng trong phần đất của gia đình ở xã. Yali ngoài ra ông còn đóng thêm nhiều, cọc xung quanh và xây bê tông cố định, ngăn hoàn toàn khí phun trào lý do ông. Hòa lấp giếng khoan vì bị nhiều người lạ, đến làm phiền ông Hòa giải thích nhiều. Người ở tỉnh xa đi ô tô con xe khách đến, đây xem hiện tượng lạ có người còn xin. Đức Thánh về dùng có người còn tổ chức, cầu nguyện mê tín ông Hòa nói người ta. Đến không có giờ giấc cố định có khi đêm, tối họ mới đi xe đến nơi không mở cửa cho họ vào xem là không được không cho, người ta nói qua lại đủ điều bị ném cả, đá vào nhà rồi đó là lý do chính ra. Đình quyết định lấp giếng và tôi cũng muốn lấp để tạo sân phơi cà phê cho cô. Giáo ban đầu tôi có ý tưởng lắp van để sử dụng nguồn khí nhưng bất thành ông. Hòa cho biết về việc lấp giếng ông đã báo cáo với chính quyền địa phương liên, đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên, nước miền trung thuộc trung tâm quy, hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc, ra bộ tài nguyên và môi trường trước đó. Ngày 30 tháng 7 ông Hòa khoan giếng độ sâu 186 mét thì bộ dụng cụ khoan nặng. Khoảng 2,1 tấn đang trong lỗ khoan bị, lực nâng lên ông hòa rừng khoan kéo bộ, dụng cụ ra khỏi lỗ khoan lúc này hỗn hợp, khí nhức cao hơn mặt đất trên 10 mét khi mới phun nước có mùi đất đèn theo liên, đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên, nước vừa trung lượng nước và hỗn hợp, khí phun cao khỏi miệng lỗ khoan có lưu, lượng khoảng 0, 2 đến 0,3 LTA dây nước, có chất lượng khá tốt hầu hết các thông, số phân tích nằm trong giá trị giới hạn, theo tiêu chuẩn liên đoàn nhận định hiện. Tượng hỗn hợp nước khí phun tại giếng, khoan xảy ra khá lâu hai ngày sau thời, điểm xảy ra các trận động đất có độ lớn 5.0 ở con tầm và rất ít có khả năng liên hệ với nhau, khí tự phun lên mặt đất có, thể do quá trình khoan đã chạm đến chiều, sâu phân bố của một túi khí tuy nhiên, nguồn gốc đặc điểm khí chưa được xác, định chính xác cần được nghiên cứu chi, tiết bằng các nghiên cứu chuyên sâu nước, trong hỗn hợp khí và nước có thể là đồng, hành trong mỏ hoặc nước trong lỗ khoan ở phần trên của mỏ khí theo liên đoàn đề kết luận chính xác cần được dựa trên các thí nghiệm khảo sát chuyên sâu, khác ngày 21 tháng 8 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trong giếng khoan tự phun tại xã Y, Kali huyện trong Gia Lai theo đó kết quả. Xét nghiệm mẫu nước lấy từ giếng khoan này bình thường không có yếu tố khác lạ, tuy nhiên về nguyên nhân dẫn tới việc giếng nước phun trào sở này đang đề nghị cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu. Kết luận trong khi đó ông Đàm Xuân Hòa, ngụ tại xã Yali cho biết gần một tháng nay giếng nước trong khu đất của gia đình vẫn liên tục phun dòng khí và nước cao hàng chục mét gia đình ông hòa đã thử nhiều cách để ngăn chặn nhưng không hiệu quả bởi vậy ông hòa đang định sẽ lắp một hệ thống phun xương để dẫn dòng khí này tưới mát cho cs 2000 cây cà phê đang cần nước theo ông hòa trước đó để có nước tưới cà phê ông đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng khoan giếng nước sâu 180 m nhưng không thấy nước tuy nhiên sau. Đợt dư chấn động đất tại tỉnh Con Tum, ngày 28 tháng 7 giếng nước có hiện tượng phun mạnh theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần các trận động đất có độ lớn 5 không như tại con tầm trưa ngày 28 tháng 7 có thể làm sụt giảm mức nước ngầm. Ảnh hưởng tới nguồn nước ngoài ra theo, tiến sĩ Xuân Anh động đất có thể gây ra, nứt đất gây rung lắc phá hủy công trình, hóa lỏng nên đất gây lún nghiêng công, trình gây sụt lún sạt lở đất đá lăn từ, vách núi những thông tin vừa rồi đã khép, lại bản tin của chúng tôi quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh tổng hợp tin nóng sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại